Tam Quốc 2022, game mobile chiến thuật kinh điển Tam Quốc. Cuối năm sắp đến, năm nay ta chỉ cần giữ vững vùng đất mà ta đánh hạ là ổn rồi. Bao, ngoài thành có thổ phỉ đến tiến công. Thổ phỉ? Hiểu chuyện, cho vào đây, cho vào đây. Các huynh đệ, nước thục trúng kế rồi, diệt cho ta. Nhưng lúc này mở rộng cửa khẩu, đột kích nước thục. Cái gì? Đây là quân nước quỷ, giả trang thổ phỉ, trúng kế rồi. Tường thành bị công phá rồi, chỉ có vậy ư? Quá xem thường ta rồi, những công sự phòng thủ trong thành ngăn cản ngoài thành, quân ủy đánh vào phải xem nước ủy. Quả nhiên là chủ lực đều phái đi tiến công, quyết đoán phái Quan Vũ thống lĩnh hổ báo kỵ tinh nhuệ một đợt phản công, nhanh chóng đoạt được nước ủy Lạc Dương Ích Châu. Không ngờ trước năm mới còn có thu hoạch này.